chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 23 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đoàn tiến công bất ngờ vào thành phố Quế đã làm địch tỏa đám hoảng loạn. Những toán lính gác lẻ ở các cổng thành, cột cờ, những bó cảnh sát nhỏ nhoi thường là do du kích mật từ trong thành đánh ra, kết hợp với đặc công từ ngoài thành đánh vào nên nhanh chóng bị đè bẹp. Những đồn bảo an, cảnh sát giả chiến, những đơn vị hậu cần, kho tàng, những đơn vị chủ chốt quân ngụy bị sức mẻ đang đóng quân tạm bợ để củng cố. Những bót dân vệ, tất cả đều như tan tác trước sức tiến công chớp nhoáng của quân ta. Nhà cửa đổ sập, căn cứ tan tành, kho xăng bốc cháy, trước những hàng loạt B40, B41. Xác địch nằm ngổn ngang trên những đống gạch dở dụng dưới những bao cát làm công sự. Bọn lính bị bắt thì không đủ dây trói. Những tên khôn ranh biết tình thế bất lợi đã dứt súng tháo chạy. Sự chống cự của địch lúc đầu rất mạnh nhưng càng về sau thì yếu dần. Tuy nhiên có một số địa phương thì bọn địch phản công và tái chiếm được quỹ ban bởi quân ta bị lạc đường, không kiên quyết lúc vượt qua chỗ mai phục. Bộ đội ta với tinh thần quyết chiến quyết thắng thì chiếm cho bằng được thành phố Huế nên đã để có những hy sinh không đáng có. Còn quân địch thì cũng vì chút danh dự hảo nên chống cự nhằm chờ viện binh. Cái thế ác liệt cứ dằn co ở Mang Cá, Tây Lộc và một vài nơi khác như trại Bào Ghe, Tam Thai để tiếp tục dõi theo trận chiến đấu, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 24 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay với những cận cảnh đầy máu lửa. Quạt đã ngồi cành mai mạnh dạn nắm lấy tay Mai. Câu chuyện của họ vẫn tiếp tục. Trong câu chuyện lại có sự quán trách hờn giỏi, lại có lời thanh minh cầu khẩn, nhưng đã mất dần cái không khí chủng chẳng ban đầu, chẳng còn lại một chút ngỡ ngàng, vừa quen vừa lạ. Quạt hoàng tay qua vai Mai, kẻ Mai nếp vào mình. Mai giải ra, cái giải ra yếu ớt của một tâm trạng phân dân vốn dàn dài tiếp xúc với đàn bà hoặc biết rằng lúc này là phải sấn tới không để cho người đàn bà nghĩ thêm một điều gì nhớ ra điều gì ngoài sự mê muội lục dục thể xác y vuốt ve cánh tay mai và bất thần ghì chặt mai trong vòng tay mình hỗn hển anh yêu em hoặc úp khuôn mặt mình vào ngực mai và nghe rõ trái tim mai đập gấp gáp rõ ràng mai đang bị kích động cao độ quả thật thế mai đang bồng bềnh lơ lửng trong niềm rào rực ngây dại của sự khát khao bình thường cô trở nên mụ mẫm hẳn đi thằng đàn ông với một thái độ thô bạo đã giật mai xuống giường hơi thở nóng phừng phả vào mặt mai và cô nghiêng đầu đi né tránh chính cái hơi thở nóng phừng mang theo cả mùi rượu ấy đã làm mai sực tỉnh không không anh làm cái trò gì vậy mai ấy đầu quạt ra co chân đạp vào bụng y và nhanh chóng tuồn ra khỏi tay y, ngồi vào một góc giường, hai tay vuốt lại mái tóc vừa bị sổ tung. Hoạt vẫn cười cười, nhưng thấy nét mặt mai trở nên khó đâm đâm. Y nhanh chóng chuyển sang trạng thái rầu rĩ bằng giọng nói trầm và đượm buồn, y cầu khẩn. Mai à, anh yêu em, anh thề... Không, tôi không còn yêu anh nữa, anh đi đi nói chuyện với nhau như thế quá nhiều rồi anh đi đi để cho tôi ngủ y vẫn ngồi nguyên đầu rũ xuống vẫn nài nỉ chẳng lẽ xa nhau hai năm rồi mà em nỡ đối xử tệ với anh quạt định khóc nhưng lần này nước mắt không chịu ứa ra nên chỉ ngồi im tay nọ xắn vào tay kia dưới ánh ngọn đèn hoa kỳ bóng quạt in lên vách to xù và bất động mai lại đâm ra thương hại thôi anh ra đi lúc khác hãy nói chuyện hoạt ngoan ngoãn đứng dậy nhưng vẫn còn tần ngần mai nằm xuống để anh đắp chăn cho không tôi không phải chốt cửa chúc mai ngủ ngon và đừng lành nhạt với anh hoạt ra đến cửa còn ngoái lại nói thêm mai không đáp khi chốt cửa đã cài mai nằm giật ra giường phải chăng mình đã đối xử tệ với Hoạt? Không, Mai không thể trở lại yêu Hoạt được nữa. Mặc dù Hoạt đã trình diện, đã đứng sang phía cách mạng, Hoạt đã hối hận và sẵn sàng chiều chuộng Mai, thì sự đổ vỡ trước đây vẫn còn là hố sâu ngăn cách. Trời ơi! Mai nhẹ dạ quá, suốt nữa thì... Mai chợt nhớ tới quất. Giá ban nãy, vòng tay ôm chặt Mai vào lòng lại chính là quất anh quốc ơi ước gì anh xuất hiện ngay bên cạnh em lúc này đối với anh em nào có dám tiếc gì mai ôm chặt chiếc gối bông vào lòng và trằn trọc trong một cảnh ái ân tưởng tượng sáng mai không đợi bà đào đánh thức mai về sớm cô mặc bộ quần áo giản dị của mình dẫn mặt trên rừng đi đôi dép cao su cô nói với mẹ con không đói con đi sang đông ba đây Tối nay con ở lại bên nhà bạn con Mẹ đừng chờ Bà Đào ngơ ngác nhìn con gái Chưa hiểu được ý tứ nó ra làm sao Mai nhìn xuống bàn chân mình Đang di di trên sàn gạch Mẹ đừng có chứa chấp hắn Hắn còn lưu tới trong nhà là con không về Hắn đây là quạt Bà Đào biết thế Nhưng làm sao bà nở đuổi quạt đi Một khi quạt đã ăn năn hối lỗi Giả lại từ ngày Mai lên rừng Hắn vẫn thường lui tới thăm non bà Bà Đào kêu lên ơ hay Thì con cứ về Rồi mẹ con Minh con ban đính Con có người yêu rồi Ba con cũng đã đồng ý Anh ấy làm tiểu đoàn trưởng đang đánh nhau bên An Hòa Rồi con sẽ dẫn anh ấy về trình với mẹ Mai nói một thôi Ý bảo bà Đào Là cô không còn muốn bàn định gì về chuyện hoạt nữa Rồi Mai dò dã ra đi Bà Đào đứng ngẩn người ra một lúc. Khi Mai ra đến ngõ, bà mới chạy theo gọi. Mai ơi Mai, dừng lại mẹ biểu. Đoàn tiến công bất ngờ vào thành phố làm địch toá đám. Quảng loạn, những toán lính gác lẻ ở cổng thành cột cờ, những bố cảnh sát nhỏ nhoi thường là do du kích mật từ trong thành đánh ra, kết hợp với đặc công từ ngoài đánh vào, nên đã bị đè bẹp nhanh chóng. Những đồn bảo an, cảnh sát giả chiến, những đơn vị hậu cần, kho tàng, những đơn vị chủ lực ngụy xuất mẻ đang đóng quân tạm bợ để củng cố, những bốt dân vệ tất cả hầu như đều tan tác trước sức tiến công chớp nhóm của quân ta nhà cửa đổ sập, đồng bót tanh bành, kho xăng bốc cháy trước quy lực của những phát đạn B-40, B-41, những phát đạn DKZ. Có nơi xung lực, ta chỉ phải bắn mỗi người một điểm xạ ngắn, coi như khai quả lấy quy thế. Xác địch ngỗ ngang trong đám ruôi mè gạch ngói dưới những bao cát dùng làm công sự. Bọn lính bị bắt không đủ dây để trói. Những thằng lính không lõi biết tình thế bất lợi đã dứt súng tháo chạy. Chỉ cần luồn được ra ngoài khu vực bị tấn công, chui vào một nhà quen thân nào đó, dứt bộ sắc phục, kiếm bộ sơ vin là ung dung thành thường dân, và có khi chỉ rắc sao gặp anh bộ đồ giải phóng đã được đối xử lễ phép, nhã nhặn. Sức chống cự của địch lúc đầu phải nói là yếu ớt. Phản ứng mạnh đã xảy ra ở những nơi chúng bố phòng chắc chắn, tường cao và dày, công sự kiên cố, và điều chủ yếu là quân ta tiếp cận chậm chạp. Do lạc đường, do xử trí không kiên quyết vượt qua chỗ địch mai phục, do lúng túng nắm quân lúc về thành phố, những đơn vị chậm chạp đã mất hết yếu tố bất ngờ. Khi tiếp cận được mục tiêu, thì những hồng súng của địch đã trực sẵn. Và cuộc chiến đấu diễn ra gai gắt, trong khói thuốc súng mù mịt, cả hai bên đều cố sống cố chết quật ngã lẫn nhau. Ở những trận này, có lúc giành đi giật lại từng căn nhà, từng lô cốt, từng ổ đề kháng. Sát chiến sĩ ta, sát lính địch đè lên nhau, máu lên láng. Máu đều đỏ như nhau, và tiếng rên đau đớn cũng đều hiểu được, đều là một thứ tiếng Việt như nhau. Vậy mà khốc liệt, bởi không ai muốn lùi, lùi tức là chết. Bộ đồ ta với tinh thần quyết thắng, thề đánh chiếm bằng được thành phố Huế nên kẻ này ngã người kia song lên trái tim còn đập trong lòng ngực là phải tìm cách tiêu diệt địch còn kẻ địch những tên sĩ quan cỡ nhỏ những tên lính quân dịch lý tưởng của chúng nó không lớn hơn căn nhà có đầy đủ tiện nghi chúng đánh trả chỉ vì không chịu chết chỉ vì bản năng tự vệ và thêm vào đấy mai ra còn là chút danh dự binh nghiệp hảo chúng cố chống cự để chờ diện binh còn quân ta do chưa đủ sức lực để đè bẹp được địch thì cố chốt những nơi đã chiếm được, tạo điều kiện xoay chuyển tình thế. Hoặc là bỏ nơi này tập trung chiếm nơi khác. Cái thế ác liệt dằn co trong ngày đầu xảy ra ở Mang Cá, Tây Lộc và ở một vài nơi khác về phía nam sông Hương như khách sạn Thù Quá, trại Bào Ghè, Tam Thai, dân dân. Chiến tranh được coi là có quy luật, diễn biến chiến đấu được coi là có bài bản đều do con người sau những sự cố xảy ra đúc kết lại. Còn trong thực tiễn, dường như chiến tranh xảy ra không theo một quy luật nào cả. Diễn biến chiến đấu càng không giống bài đã sắp đặt. Nó xảy ra hỗn độn, à ôm, hầm bà lằn. Nó xảy ra với vẻ mặt ngơ ngác hung hãn mang rỡ. Diễn biến chiến đấu tùy thuộc vào từng người chỉ huy, đặc biệt là người chỉ huy phân đội, chỉ huy phân đội nhỏ tùy thuộc vào từng người lính cầm súng. Họ là những người hành động chiến đấu thật sự, mà mỗi người trong họ đều là những thực thể riêng biệt, có cuộc đời riêng, tài năng và bản lĩnh riêng, tâm tư và suy nghĩ riêng. Người chỉ huy giỏi chẳng những phải biết dạch kế hoạch sát đúng, biết dự kiến nhiều tình huống xảy ra và chủ động xử trí cho bản thân mình, cho các chỉ huy cấp dưới, mà điều quan trọng là biết tập hợp tất cả những cái riêng của người lính lại, hướng cái riêng của họ vào mục đích chung và luôn luôn đặt một niềm tin vững chắc vào họ. Từ thiền có tiếng là trung đoàn trưởng giỏi. Vậy mà khi cuộc chiến đấu bắt đầu, sự diễn biến phức tạp của nó ra sao, ông cũng đành chịu. Làm sao ông đủ con mắt để nhìn khắp được toàn mặt trận phía bắc sông Hương? Ông chỉ có đôi tai để nghe tiếng súng, để nghe báo cáo của các cánh, các mũi. Ông cũng điên đầu lên khi chưa bắt liên lạc được với các chỉ huy cấp dưới tư thiên là người nổi tiếng gan gốc với người chỉ huy gan gốc chưa đủ gan gốc mới là tiền đề để mà nắm quân để mà xử trí ông đã đứng trên thành ở cửa chánh tay rồi vậy mà kết quả hành động chiến đấu của các đơn vị ra sao ông chưa hề nắm ngay được ông chỉ còn niềm an ủi duy nhất là tin vào các chỉ huy cấp dưới tin vào người lính chuẩn tướng ngô quang cũng được binh lính ngụy khen là một tướng giỏi. Đúng là chiếc xe Mercedes của Y lọt vào mang cá trước lúc cối 82 của ta nã vào vừa dặn một phút. Chui vào nhà hầm trung tâm hành quân. Y thấy các sĩ quan trực chiến đang rối tung rối mù lên. Đứa gọi điện thoại, đứa khoác nạt tù lính điện đài, đứa thì hớt hơ hớt hải, chẳng biết làm gì cả. Tất cả cà cuốn cà kê lên khi những tiếng nổ chói tai nhức óc cùng với hơi nóng ấp vào hầm dường như tiếng nổ cứ âm âm mãi quanh vách hầm không chịu thoát ra về cổng tiến quân ở những nơi nào câu hỏi của y không sĩ quan nào trả lời được điện phục tắt trung tâm hành quân tối ôm như nhà mồ thỉnh thoảng đạn nổ làm chốt sáng lóe lên ngoài cửa hầm y biết xử trí thế nào đây ngọn đèn pin sôi lên tất cả cầm lấy súng Đấy là mệnh lệnh đầu tiên của viên tướng. Y cũng nhặt một khẩu súng AR-15. Tiếng súng AR-15 nổ rất gần, đạn chiêu chiêu găm vào bao cát. Y lệnh cho đám sĩ quan và chính bản thân Y làm nhiệm vụ thằng lính. Hãy đẩy lùa đối phương ra, phải dập tắt những họng súng AK ngay lập tức. Thực ra, đấy là hành động bất lực của một viên tướng khi không nắm được quân, chỉ biết bổn phận phải tự cứu lấy mình trước hết. Suốt đêm hôm đó, y vẫn không nắm được gì thêm để báo cáo về Đà Nẵng, ngoài cái mang cá và chút ít tình hình ở Tây Lộc. Các cuộc phản kích ở nơi này nơi kia là những hành động đơn độc nhằm giảm nhẹ áp lực của đối phương hoặc ứng cứu cho đơn vị bạn kế cận. Làm sao y biết được? Sáng hôm sau, trong màn sương nhòe nhòe, tên chuẩn tướng với dốc dáng bé nhỏ đã đi thị sát một vòng trong phạm vi mang cá mắt y đã nhìn thấy tất cả quan cảnh chiến trận. Y không quan tâm tới vài ngôi nhà bị đánh sập, sụt lở, cũng không cần chú ý tới những tên lính chết đang được xếp nơi hiên nhà ăn như người ta xếp cá mòi, những tên lính bị thương rên rỉ và có đứa khóc mà ơi hẳn hoi. Trên những đám lá xanh rụng tơi tả xuống đóng vô giữa gạch ngói, vài xác tử sĩ của Việt Cộng nằm lại. Đấy là điều y quan tâm. Y bước tới, chợt có cảm giác là đâu đó có tiếng sột soạt, soạt. Rất nhanh, y rút súng ngắn ra. Một phát đạn khô khóc nhằm vào cái xác bất động đang trong tư thế toài trên đống gạch, nơi phát ra cái ảo ảnh kia. Vậy là không còn một tên việt cộng nào trong mang cá. Y lẩm bẩm một mình. Cùng với tiếng lẩm nhẩm ấy là chút ánh sáng lóe lên trong đầu y. Sở chỉ huy đã bắt liên lạc được với tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến ở Từ Hạ và tiểu đoàn địa phương quân ở Bao Vinh. Hai đơn vị này chưa đụng độ, hoàn toàn nguyên dạng, trừ một vài tên hèn nhát đã bỏ trốn. Y trở về với cương vị tư lệnh của mình bằng cái mệnh lệnh cho tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến từ Từ Hạ. Hành quân tái chiếm làng An Hòa. Viên thiếu tá tiểu đoàn trưởng đã trả lời y tôi sẽ tuân định chuẩn tướng ngay nếu được sự nhất trí của đại tá lửa trưởng chuẩn tướng ngô quang không lấy thế làm phật lòng tiểu đoàn 7 này là quân cơ động của triều đình nó chưa được lệnh phối thuộc cho sư đoàn 1, nên bắt buộc tướng quang phải điện dòng do về sở chỉ huy quân đoàn rồi từ đấy mới báo sang đại tá lửa trưởng 147. lệnh đặt tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến dưới sự chỉ huy trực tiếp của chuẩn tướng quang viên thiếu tá thiếu quân lục chiến suốt đêm qua vừa mừng vừa lo. Mừng vì Mai Phúc Tổ cho hắn đã rút khỏi An Hòa. Lo là vì hắn luôn luôn ở trạng thái căng thẳng. Cối 82 của ta bắn dữ dội vào trận địa pháo cạnh nách hắn. Đơn vị hắn chưa hề hấn gì, nhưng thằng nào cũng cố môi thêm cái công sự cho sâu mà mắt thì căng ra nhìn vào bóng đêm. Một con chuột chạy qua cũng giật thoát nhận được lệnh viên thiếu tá nóc một ngụm rượu mạnh trong bình to, lấy mu bằng tay quẹt mép đoạn văn tục mẹ khí chuẩn bị hành quân tụi bay lệnh tái chiếm an hòa Chưa ai biết được quốc là một tiểu đoàn trưởng giỏi hay không vì lần đầu tiên anh mới nắm tiểu đoàn còn khi ở cương vị đại đội thì anh đã nổi tiếng là một đại đội trưởng giỏi từ đại đội trưởng lên làm tiểu đoàn trưởng không qua cương vị tiểu đoàn phó quốc biết mình sẽ còn bỡ ngỡ nên ngay từ khi nhận chức quốc luôn luôn tự dặn mình rằng dù trường hợp nào ít nhất cũng phải nắm chắc một đại đội trong tay cứ hư ơ trên không chằng dưới không rễ có khi thành tiểu đoàn trưởng không quân từ hành quân đến lúc bắt đầu nổ súng, quốc luôn luôn đi với đại đội 1, gần như người trực tiếp chỉ huy. Sau khi đại đội 1 diệt gọn đồn bảo an an hòa, quốc giao nhiệm vụ cho nó về phía Tây Bắc làng Đốc Sơ thực hiện kế hoạch đánh phản kích. Anh xuống đại đội 2, bây giờ đang nhùng nhằn chưa đập dỡ được chiếc lô cốt phía nam cầu An Hòa. Cùng đi với anh là một chiến sĩ liên lạc, cũng là lính miền Bắc ú ớ chưa biết đường cô qua tiêu minh nguyệt luôn luôn theo sát tiểu đoàn trưởng nói để em dẫn người con gái xốc cây gùi lên vai khẩu ak cầm tay nhanh nhẹn đi đầu đêm tối ôm thỉnh thoảng một ngọn pháo sáng dục lên phía tây lộc lợi dụng ánh sáng người con gái thường quay đầu lại ra hiệu cho tiểu đoàn trưởng chạy theo cô không ai nói gì họ chạy qua làng lúc này bỗng nhiên im như thóc đến những con chó cũng không sủa chán lên mà chui vào số nào đó, rên ư ử, y như đánh được hơi cọp. Hướng về phía súng nổ, quất chạy gần. Phía sau anh là hơi thở gấp gáp của chiến sĩ liên lạc. Trước mặt anh là mảng gái trăng trắng. Trên đó đang dập dờn một mái tóc ngắn, sáng tày. Họ chạy lâm khôn tránh làng đạn từ bên lô cốt bắn sang và tìm được đại đội trưởng đại đội 2 trong một cái hố ven đường cạnh mép sông. Anh đại đội trưởng đang lây quay với mấy khẩu cối. Điều chỉnh tầm hướng mãi mà dường như điểm nổ vẫn không trúng cái lô cốt. Khẩu đại liên địch ở chỗ châu Mai vẫn bắn dai như dẻ rách. Quốc lắng nghe đại đội trưởng báo cáo tình hình một lát rồi hỏi. Đề ca sách tiểu đoàn phối thuộc cho anh nằm ở đâu? Báo cáo nằm cách đây 100 mét về phía tay phải, Địa hình ở đấy hơi trũng Đã bắn hai phát nhưng chưa ăn thua Chỉ làm tổ mục tiêu cho có chúng nó Anh em đang tìm chỗ di chuyển Quốc lại hỏi Lính cối đã học bắn ứng dụng rồi Sao anh không cho tập trung bắn thẳng vào quả điểm Mà cứ chơi cầu vòng Cự ly gần Mục tiêu lại bé ăn thua gì Báo cáo Đại đội trưởng ấp úng Báo cáo tiêu đoàn trưởng Địa hình này có bắn ứng dụng làm sao được trên được 10 độ la cung. Quốc kêu lên giọng vui vẻ, nhưng đấy là mệnh lệnh. Cậu này buồn cười thật. DKZ thì đặt chỗ trúng, cối đặt chỗ cao. Thôi thế này, cậu cho cối bố trí sát mấy nước kia kìa. Quốc chỉ xuống bờ sông. Từ đây xuống đấy, độ cao trên nhau 4 mét là ít. có đặt ở đấy mà bắn ứng dụng thì hết chê. Còn thằng DKZ để mặt tớ này, cái nhà xác ở bệnh viện nó nằm ở góc nào nhỉ? anh sực nhớ cái vị trí quan sát hồi trước đi với hoàng, nhưng trời tối ôm, anh không thể nào nhận ra được. để em dẫn. vẫn là tiếng dịu dàng của minh nguyệt. cô hoa tiêu luôn bám sát tiểu đoàn trưởng. ô thế thì tốt quá. quất buộc miệng khen và quay lại với đại đội trưởng chỉ thị thêm về công tác hiệp đồng. thấy tiểu đoàn trưởng song sáo sâu sát gỡ cho anh và lối thoát. Đại đội trưởng đại đội 2 mừng quýnh. Bác cáo tiểu đoàn trưởng xin tuân lĩnh. Lát sau, đến DKZ, những chiến sĩ to khỏe càng hăng thêm khi tiểu đoàn trưởng bên cạnh và nhất là sự có mặt của cô Hoa Tiêu mà tiếng đồn xinh đẹp đã lan khắp tiểu đoàn. Họ nhanh chóng giá súng vào cửa sổ ngôi nhà xác. Không ai chú ý tới những nhân viên trực của bệnh viện lúc này đều chui xuống gầm giường hoặc nhảy xuống các cống rảnh, đầu chút xuống giữa hai vai và rên khe khẽ. Cũng không ai chú ý trong ngôi nhà xác này có hai xác chết chưa khâm liệm đang nằm đờ ra trên giường. Họ dò dã giá súng và lấy đường ngắm vào cái quả điểm trên tầng cao lô cốt địch. Các cửa nhà xác mở toang. Giờ đây, súng cối của ta ở mí sông đã liên tiếp nã thẳng vào lô cốt, tiếng nổ choang choát một khẩu trung liên của xung Kích ở phía mố cầu bờ bắc cũng đang điểm từng loạt ngắn. Bắn! Cùng với một chớp lửa lóe về phía sau, sâu rõ bóng người chết, chợt nảy lên trên giường. Là một tiếng nổ giáng tay làm những mảnh vôi trên trần nhà rơi lã tả. Người khẩu đội trưởng mươi 57 đã nhìn rõ viên đạn đúng mục tiêu, nên hô bắn tiếp. Bây giờ thì không ai nghe tiếng nổ nữa, vì tai đã ồ ồ, chỉ thấy chớp lửa lóe sáng và người chết chưa khâm liệm chắc cũng bị hơi lửa làm chín đi đôi chút vẫn cứ nảy lên một vài mảng giữa trên trần chậm chạp rơi lúc căn nhà trở lại yên ắng chỉ còn nghe tiếng những cái móc cửa da lách cách phía trên cầu và bên kia sông áp sát gần lô cốt rộ lên tiếng a ca tiếng trung riêng một vài đụng lửa ùm lên màu cá vàng kèm theo tiếng nổ đục. Xung kích của ta đang tràn vào chiếm lô cốt. Thế là xong. Lính Decazet tháo gỡ khiên ra khỏi cái nhà xác mò mẫm theo cô Hoa tiêu tụt xuống đường. Lính bắt đầu tán. Cô Nguyệt đi thế này không sợ à? Chắc ở nhà bố mẹ chịu phải biết. Đàn bà, dễ có mấy tay. Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan đời này mấy gan cô nguyệt nhỉ cứ như trận đánh này là cô cũng sờ tới cuốn quân chương rồi đây sờ sờ cái gì ê xích không được nói bậy bố khỉ đi đứng thế nào mà cứ đâm sầm vào người ta thế này người anh em truyền hơi ấm cho nhau một tí mà đã kêu theo tớ ấy à xong chiến dịch này tớ đề nghị phong cô nguyệt anh hùng Thực ra, chỉ đám lính tán với nhau, Minh Nguyệt tủm tỉm cười hoặc chỉ dạ. Lúc này trời đã hưởng sáng. Trong màn sương dày đặc, bờ cây, dòng sông và vài ngôi nhà đã hiện lên lờ mờ. Nhìn các chiến sĩ DKZ chưa rõ mặt, chỉ thấy những dáng hình dạm dở, hậm hụi bước. Minh Nguyệt có cảm giác họ từ một bức tranh lụa của một nhà danh họa nào đấy bước ra. Minh Nguyệt thấy lòng mình xôn xao một niềm vui. Nó đang xua tan cái giá rét và bốc men lên khuôn mặt. Lại có tiếng cậu nào nói. Cô Nguyệt ơi, thực tình cô thấy tiểu đoàn trưởng chúng tôi thế nào? Trông có được không? Ồ, oh, cứ nói tuyệt ra là trông có dễ yêu không? Tiếng cười rinh rít dậy lên. Im đi các cậu, pháo nó giả cho bây giờ đấy. Quất dẹp cái trò tiếu của chiến sĩ mà trong lòng anh cũng đang dậy lên cái ý thức mơ hồ về lòng quý mến, về tình thân thiết với người con gái từ hôm qua tới giờ luôn bám sát anh. Chưa lúc nào anh được thanh thản để nói chuyện với Minh Nguyệt, để nghĩ về cô cho mạch lạc. Lúc này, Minh Nguyệt vẫn đi trước anh, dáng bối rối hơn, thỉnh thoảng cô lại sóc cái gùi làm mớ tóc theo đà cũng nhảy lên theo cái gái trắng. Chiếc xe Honda 67 lấy được ở trạm cảnh sát công lộ do cung Minh Nguyệt lái, chở quốc vừa từ sở chỉ huy trung đoàn về đến chiếc lô cốt sập thì pháo địch bắt đầu giả vào làng An Hòa. Quốc và Minh Nguyệt chui vào cái lô cốt ở nơi tạm thời của ban chỉ huy đại đội 2. Tiếng đạn rít lên trong không khí ban mai, cùng với những tiếng nổ liên tiếp là khối đùng lên mờ mịt cây cối. Làng An Hòa vào lúc 9 giờ sáng đang trộn rộn lên trước cái sụp đổ nhanh chóng của đồng bốt lính ngụy và với dáng vẻ ngơ ngác bàng hoàng họ rụt rè bàn tán với nhau về sự kiện kinh khủng này cũng như các nơi khác đoàn cán bộ phát quan quần chúng đã nhanh chóng có mặt và cùng với các cán bộ cơ sở bí mật của địa phương đang tỏa ra vận động quần chúng diệt ác trừ gian giành chính quyền về tay nhân dân sự kiện quá mới mẻ nhiều người còn lưỡng lự chưa biết nên chuồn đi hay ở lại, muốn gì thì gì, người ta vẫn phải ăn. Vẫn còn là ngày Tết. Bây giờ, hầu như nhà nào cũng đang bài cổ ra ăn, tuy với dáng dấp dầu giả và bối rối. Quả đạn đầu tiên rơi đúng một ngôi nhà nhỏ lột tôn làm sập đổ hoàn toàn. Cả gia đình gồm 7 người, từ ông già 70 đến đứa cháu lên 3 đều không kịp kêu một tiếng bát hương dở, cọc đèn gãy, lẫn với đồ sành sứ thủy tinh nát dụng. Tuyết búp phê, tủ đứng, giường phản đổ chổng kền, gãy gục, nước toát ra dưới những mảnh tắp đô đổ, những mảnh tôn sắt nhọn lao xuống. Một con chó vàng bị mảnh đạn giạt hẳn nửa mảng đầu như người ta cầm dao phạt bột cổ chuối. Pháo 105, pháo 155 và cối 106,7 ly của Mỹ ở ngay từ hạ ở dưới bao dinh và đâu như cả giới xỉa bắn lên làng ăn quà chìm trong tiếng nổ khối rạng và mảnh kim khí cứ xiết không khí những người dân khiếp đảm trước tai họa bất ngờ bụng rủng hết cả tay chân lết vào xóa nào cũng cảm thấy không an toàn cuối cùng đành thu mình lại rút dưới gầm phản phó mặt cho số phận có lúc người ta cũng nghe một tiếng hờ ôi trời đất ơi hoặc một tiếng trẻ khóc thét lên. Nghe rõ hơn cả là tiếng chó quẳng và lận ép, tiếng gà dịch tao tác loạn xị. Kính thưa quý vị, cho dù kế hoạch tác chiến đã được lập ra cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ xong trên thực tế dường như chiến tranh xảy ra không theo một quy luật nào cả diễn biến chiến đấu càng không giống với bài bản đã sắp đặt nên dù trung đoàn trưởng tư thiên là một người nổi tiếng đầy kinh nghiệm trận mạc vẫn đành thúc thủ trước sự phức tạp của nó làm sao ông có đủ tay mắt để nghe và nhìn khắp toàn mặt trận phía bắc sông hương khi không bắt được liên lạc với các chỉ huy cấp dưới ông tư thiên cũng đổi điên không ngừng la mắng những người đang đứng xung quanh Đối đầu với trung trưởng Tư Thiên chính là chuẩn tướng Ngô Quang Trưởng, ông ta cũng được tiếng là vị tướng giỏi, nhưng rồi cũng đành bất lực khi không nắm được quân, chỉ biết tự cứu mình trước hết. Với cương vị là tư lệnh của mình, Ngô Quang Trưởng lệnh cho tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến từ thành hạ hành quân về tái chiếm làng An Hòa. Tuy nhiên, tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng đã ngang bướng không chấp hành quân lệnh. Vị Y cho rằng tiểu đoàn 7 là quân cơ động của Triều đình nên chỉ có đại tá Lữ trưởng mới có thẩm quyền điều hành. Những éo le trong công tác điều quân của các vị tướng dùng một chiến thuật sẽ được bóc tách trong phần 25 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá gây cấn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn thân ấy chào tạm biệt